Hello anh em đến với channel của mình nhá. Ngày hôm nay thì hai anh em cùng đi săn các bạn nha. Mới đó mà đã muốn đi săn rồi các bạn này. Đấy thì ngày hôm nay là gió mùa về rồi, rất là rét. Đấy, rất là rét cho nên là hai anh em cố gắng đi săn buổi đầu tiên, đầu mùa của gió mùa để về trữ đông cho nó ăn các bạn nhá. Tại vì sắp tới sẽ mưa nhiều đấy. Xin chào anh em nha. Let's go. Úi quá dễ chưa? Úi chà, con co quá dễ chưa? Hây à, một con em nha. Con co quá dễ chưa? Trời ơi. Đây nè. Một con cò quá dễ chứ. Một em nữa nè. Đó. Một em. Con co quá dễ dàng các bạn ha. Cho nên tí rồi anh em ta đi tiếp anh em nha. Rồi. Ôi đẹp chưa các bác. Hãy
ướt rồi. Trời lắm. Từ nhà lên không à? Ướt lắm ơi. Bán lại. Hiu. Địt mẹ bãi địt. Tôi lù luôn. Địt mưa luôn các bạn ạ. Nhanh nhanh nhanh. Địt mày. Đưa đây rồi. Hay quá. Vần đuôi kính thật. Trời lắm quá. Trời lắm. Wow. Bà tích đang kiếm à. Tàu liền à. Thông minh thật. Wow. Quả thông minh à. Giỏi lắm. Quả thông minh con này. Địt mù luôn. Ăn con. Ăn đi miếng. Đó. Ăn đi. Lầu 7 khiếp. Từ đằng kia này. Lầu còn chìm con 7 ở đây.
là lâu bãi đón đâu các bạn, đón đâu là mất sáu cái cây này, nó là lâu vòng vòng quá cây luôn, không nhận thông minh, chà đúng là sát thủ bộ, giỏi lắm con. Ok các bác nhá, để em tắt cái máy quay gần hết pin nhá. Để ra mà quay, để ra mà quay đi các bác nhá. Ừ chà, hay quá. Địch mẹ, hai thằng bạn ơi, địch mẹ vừa nãy lính hộ nó mà lì lão luôn, hay quá, hay làm con, giỏi lắm, đi con, hay quá thằng bạn, hay cực kỳ luôn ạ, địch mẹ, quá đẹp, trời ơi. Chim gọi là chim không bay nữa. Gọi là nó bay ở đây bọn này. Nó bay ở đây này. Là em làm bay ở đây rồi. Là em sẵn bình thường con chim hẳn sẽ là phải vồ cánh vài phát. Nó mới phải vồ cánh vài phát nó ôi mẹ. Một con nữa. Địt mẹ ở đây có một con nữa. Ở đây mẹ hai con. Địt mẹ hai con. Địt con mẹ ở đây hai con này. Trời ơi. Để đó, cho nó ăn xong rồi đó. Cho nó ăn xong rồi đó. Cho nó ăn xong rồi đó, sự địt con mẹ. Là phết các bạn ạ. Ăn con. Đã lắm. Gọi là quên em nói giờ. Là cái phần là hắn bãi ở đây. Hắn bốc một phát, hắn bãi một xa. Con chim này em phí phát là hắn không đập cản các bác nhá. Nhưng mà cái lực em phí là hắn sẽ úp cái cản lại để hắn giống như cái viên đá mình ném ấy. Là sẽ chạy nhanh hơn. Đấy. Nói chung là đà. Nói chung là lần này bắt được nhiều con rồi, cho lần này là em thấy đà nhất đấy. Phê rồi. Chết. Chết. Chết các bác ạ.
quá. Đang quá. Hay, một em tiểu ơi. Đi coi. Đó. Một em tiếp. Hết rồi. Liệt các bạn ạ. Thôi thôi. Tao đang cái đầu rồi đó.